Hello tất cả mọi người nha, mình là Busegu đây. Và từ đã nha mọi người ơi, lên thẳng level 7 luôn nè. Và đó sẽ là hơn 30 tiền level 7 nha. Bao giàu luôn á chưa. Rồi thử anh em ơi. Ôi dồi, vãi trưởng ảo thế nhờ. Và đó là một cái na với tỷ lệ rôn tướng 5 tiền 1% ở level 7 nha mọi người ơi. Và nó ra luôn cho mình kìa. Ôi, bao hơn luôn anh em ơi. Và từ đầu game tới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đây rất là thấp luôn á, khi mà chỉ còn đúng 68 máu thôi nha, ở rào 200 như này với một cái chủ thu 5 trận liên tục rồi nha mọi người, và đang chưa thắng được bất kỳ một cái trận nào cả. Nhưng mà sao mình đang có một cái lượng tiền lãi đang rất là cao, thấy không? Đánh quái xong anh em ơi, trời ơi hơn 20 tiền lãi luôn rồi nè, đúng giàu luôn á chưa. Tại vì đầu game mới ngay từ ro 2.1 là mình cũng đang có được một lưỡi bạc rất là ngon luôn để mà tích tiền lãi nha. Đây chính là AFK cũng như á, cổng hiện tại của mình đang chơi là cổng đầm cua thì thôi chứ em ơi, nó cực kỳ giàu luôn, vừa là AFK vừa là chủ thu 5 trận cũng như là cổng đầm cua, không giàu thôi chứ em ơi, nó cũng hơi ảo đúng không. Đang có sẵn một cái giáp máu chắc là lắp luôn anh em ơi, tại vì cũng một cái na này 5 tiền nó mạnh thì thôi đừng hỏi luôn á. Ở tầm đầu ra 3 chấm như này á, người ta vẫn đang chơi những cái vị tướng là 1 tiền 2 tiền cùng lắm á là tướng 3 tiền carry thôi mọi người ơi. Cái Neko này nó mới ơi lời 3 tiền luôn á chứ, quá đã luôn rồi này mời. Đấy tầm này người ta vẫn đang chơi mấy cái vị tướng 1 tiền 2 tiền 3 tiền carry, còn mình á là quốc tướng 5 tiền carry và đang cầm tới tầng là 3 cái trang bị lớn nha, mũ thích nghi, xô dinh cũng như á là một cái giáp máu nha mọi người ơi. Xô dinh cũng như là một thích nghi á, nó sẽ cho cái con một cái na này một cái lượng mana rất là lớn. Ui lỗi thứ hai tiếp tục là một cái lưỡi bạc hả, khổng lồ hóa vé bạc và độc hành anh em ơi, xây dựng đội hình không ngon nha. Vé bạc này chắc roll luôn á, mình đang chắc là mình sẽ lấy luôn cái lõi khổng lồ hóa anh em ơi, tại vì nó cộng thêm cho mình là 30 máu rất là nhiều. Lấy luôn anh em ơi, mình chỉ còn 69 máu thôi, thêm được 30 máu nữa là 99 máu. Như phút ban đầu luôn anh em ơi, như phút ban đầu luôn. Ôi rồi, và nhìn sơ qua nếu mà tính luôn cả mình anh em mà là cái tới tận là 4 ông lấy cái loại khổng lồ hóa vãi trưởng, 4 ông khổng lồ hóa, top 1 120 máu, top 2 117 máu, top 3 104 máu và mình là top 4 99 máu anh em ơi. Là chắc chắn cái trận này sẽ là một cái trận đấu kéo dài rất là lâu luôn á, tại vì 4 ông lấy loại khổng lồ hóa vãi trưởng, máu rồi thôi chứ quá nhiều luôn anh em ơi. Cái mũ thích nghi này á, mà tướng đứng hàng 1, hàng 2 nó sẽ cộng thêm giáp và kháng phép nha. Còn tướng mà đứng hàng 3, hàng 4 á, nó sẽ cộng thêm phép và khả năng hồi mana nha mọi người ơi. Anh em thấy không? Đấy, xài kỹ năng liên tục luôn mà. Ô, rớt rumble này mọi người ơi, giàu điên. Nếu như mọi người chưa biết á, thì con một cái này, khi mà nó ăn mạng bằng kỹ năng á nha, nó sẽ có 40% tỷ lệ đánh cấp tướng tên bạn về cho mình nha. Giả bộ như trận nãy đi, team mà có con Rumble thì khi mà con một cái này nó ăn mạng bằng kỹ năng của con Rumble á thì nó sẽ có 40% tỷ lệ đánh cấp cái con Rumble đó về cho mình, thì mình sẽ lời 2 vàng anh em ơi. Đây chỉ là cái vị tướng 2 tiền thôi nha, còn cái trận trước á là mình đánh cấp được luôn cái con Neko mọi người ơi, một cái vị tướng 3 tiền. Rồi nó giàu thiệt luôn á chưa anh em, tại vì mọi người đừng quên nha, chủ thắng 6 trận hoặc là chủ thua 6 trận á thì mọi người chỉ có được 3 vàng tiền lãi thôi. Còn đây là một trận chiêu chiêu 3 vàng rồi, quá đã. Gặp công này cũng là khổng lồ hóa luôn. Cũng là khổng lồ hóa luôn anh em ơi. Nhưng mà con một cái này của mình bây giờ nó mạnh lắm anh em, xài kỹ năng liên tọa mà, như nè, dơi bay đầy phủ khắp lối. Đấy, có Lilia đại sư, quá giàu. Kỹ năng tiếp anh em à, ăn được không, có rớt không, không có rồi nó mà không sao, một trận một hai con chưa chưa như vậy là ok rồi. Cái quả một cái này mà nó cầm xô dinh với lại cái mà cái mũ thích nghi này á, nó xài mà nó nhanh thiệt anh em ơi, là mà này đúng lẹ luôn á. Cái chảo vàng khá là ngon, ây da móc ngay vào luôn anh em ơi, ngon chắc chắn là móc luôn rồi đó, tại vì mình đang đứng top 3 mà sao mà lấy được đây. Này chắc lấy luôn cái khung gỗ anh em ơi, với lại cái vị tướng 3 tiền nữa. Tại vì sao mình đang còn cái dàn tăng của mình nó trâu á, và cái giáp lưới này đi chung với khung gỗ là mình sẽ lắp được một cái trang bị quyền năng khổng lồ nha. Chắc là lắp luôn.
À, đúng hơn luôn á anh em ơi, đúng hơn luôn á nha. Đầu game đầm cua rồi ép ca rồi chuỗi thua, nó giàu thì thôi đừng hỏi luôn, lên level 7 và vẫn còn dư hơn 30 tiền. Và Ron có vài cái là có luôn được một cái vị tướng 5 tiền ở level 7 với tỷ lệ Ron tướng là 1%. Nó ảo thì thôi rồi luôn á chưa. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của mọi người và thực hiện từng cái một ha. Ui, hôm nay tiếp tục là khổng lồ hóa anh em ơi. Nhưng mà đội hình của ông hơi trâu, với cái quả sì quan kia 2 sao, 3 cái trang bị lớn mà lắp đồ luôn anh em ơi. Hỏa hình móc 4, trâu quá nhờ. Một cái đá, cố lên bạn ơi. Khó thắng luôn anh em à. Một cái này trâu nhưng mà nó cũng có giới hạn chứ. Ê, 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 thắng được nè mọi người. Ơ à? Một cái này mạnh vậy. Ui, nó ảo thì thôi đừng hỏi. Tiếp tục là Neko. Ngon đấy nhờ. Nhìn tưởng thua á mọi người ơi, nhìn là tưởng thua á, nhưng mà ai ngờ lại thắng nha. Wow, quá đã luôn rồi. Rồi bỏ bạt vào, bỏ Zillion vào, và đó là một cái phơm bài ba bảo hộ bánh ngọt học dễ ma thuật và tiên phong nha. Còn một cái này nó đang có rất là nhiều nguồn hồi mana cho nó, nên nó xài kỹ năng liên tục luôn á chứ. Mình nhớ không nhầm cái trận trước á thì nó phải xài ít nhất là từ 4 lần kỹ năng liên tục trở lên á. Tại vì nó là một cái vị tướng 5 tiền có một cái lượng mana rất là cao mà nó xài kỹ năng liên tục như thế này thì hơi bị ảo á mọi người. Ông này level 7 luôn rồi à, nhanh thế. Một cái đa. Đấy, đánh cắp cái con Lilia về cho mình nè, quá đã. Một cái đa, xài kỹ năng, giờ bay tứ tung luôn anh em à. Tiếp tục lên mana tiếp nè anh em ơi, xài kỹ năng. Ui, 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 về luôn anh em ơi, em về đây với anh. Có Zillion nhưng mà con này của mình đang chơi nha mọi người ơi, không bán nha. Anh em thấy không, mổ rau á, nó sẽ cho mình được tầm 3-4 tiền. Đây là một cái lượng tiền siêu lớn. Nó không khác gì á, là mình đang tích 80-90 tiền mổ rau cả. Tại vì nó cho mình 8-9 vàng tiền lãi mổ rau khi mà mình tích được trên 50 vàng luôn á anh em. Cái này lên level thì thua chứ, bao nhanh. Tại vì cổng của mình đang chơi là cổng đầm cua nữa. Dầu điên. Và cái lõi thứ ba á, chắc chắn một là lõi vàng, còn hai á, là lõi kim cương anh em. Tại vì lõi 1 là lõi bạc, lõi 2 cũng là lõi bạc, nên sẽ không bao giờ có combo ba cái lõi bạc. Nó sẽ hai lõi bạc, một lõi vàng và hai lõi bạc và một lõi kim cương nha. Đánh quá rất chảo vàng á anh em. Chảo vàng này bây giờ mình lắp cái ấn bảo hộ chắc là ngon nhất rồi. Một là ấn bảo hộ, hai là ấn học giả anh em ơi. Nhưng mà ấn bảo hộ mình nhớ không nhầm là công thức ghép nó phải là ghép từ chảo đi chung với kháng phép thì phải. Học giả thì không có cần cho đắm anh em ơi, còn bảo hộ thì ok đấy. Này chiến binh nè, này chiến binh nhìn có hơi tù. Ông này là một cái phơm bài, ui ôi, gần như là full 2 sao anh em ơi, cái thông đạo các kiểu luôn kìa. Ông này mạnh á anh em à. Các ma, alo, một cái na, còn nổi không đây. Lên mana xài kỹ năng, xài kỹ năng. Ơ, xài kỹ năng rồi nhưng mà giờ nó không bay ra kìa anh em ơi. Rồi xong, mất luôn cái chủ thắng anh em ơi. Tôi nhìn là tôi biết con này mạnh rồi. Kỳ quái, đội hình của mình thì cũng chung là cũng đang giấy á, mình chưa có xài tiền anh em. Mình chưa có bơm tiền tại vì mình vẫn đang muốn tiếp tục tích tiền và lên level 9 hoặc level 10 nha. Tại vì trận này chắc chắn hứa với anh em luôn á, nó sẽ kéo dài rất là lâu. Khổng lồ hóa quá nhiều đi. Hỏi vàng anh em ơi, không phải là một lọ kim cương nha. Học giả khá là ngon nè, trang bị Pandora hả. Nhưng mà mình nghĩ con học giả này nó ok hơn á anh em ơi. Tại vì tướng học giả nó được tăng thêm rất là nhiều mana. Chắc là mình sẽ lấy luôn nha. Và tách đồ con một cái này ra và cho nó cầm một tấn học giả. Tại vì nó cầm cái giáp máu kia thì bây giờ nó không có còn phù hợp nữa rồi. Đây,
một cái ấn học dễ nè, một cái xô dinh nè, và một cái găng bảo thạch đi anh em ơi, thêm một chút phép. Còn mấy cái trang bị như là mũ thích nghi nè, hoặc là giáp máu á, thì mình nghĩ là bây giờ nên cho mấy cái vị tướng hàng tăng đứng đầu nó cầm thì ok hơn. Lúc đầu á, có một cái này nó có sớm anh em ơi, thì cho nó cầm tất cả trang bị lớn của mình đang có thì hợp lý nha. Nhưng mà bây giờ thì có tăng có kiểu rồi, cho tăng nó cầm ok hơn. Một cái này chỉ cần full phép thôi, chỉ cần full phép thôi bạn ơi. Nãy học dễ lên mana siêu nhanh luôn, lên mana siêu nhanh luôn anh em ơi. Nhìn kìa, trời ơi, ôi ôi dâu chưa, đánh cắp Fiora và Nila luôn anh em ơi. Một con tướng 4 tiền và một con tướng 2 tiền nha, thì tổng cộng là 6 tiền. Trời ơi, nó còn nhiều tiền hơn cái việc mà mình tích 50 tiền nữa anh em. Bây giờ mà gặp ông nào mà cái lượng tiền nó càng nhiều, cái lượng tướng mà mắc tiền á nó càng nhiều thì mình càng lời. Tướng mà cứ 4 tiền hoặc là tướng 5 tiền á thì mình cứ bú đẩm thôi anh em ơi. Cứ tướng 4 tiền và tướng 5 tiền là bú đẩm thôi. Nó quá giàu. Một cái này học dễ anh em ơi, nó lên mana đúng lẹ luôn á. Cầm thêm cái quả xô dinh nữa. Nhức nát. Nếu như mọi người có góp ý gì về cách mình chơi game hoặc làm video đó, hoặc là có ý tưởng gì muốn mình làm thêm, anh em đừng quên bình luận ở trên mình ở phía dưới nha. Từ mình đang có con Rai với là con Ari, bỏ vào là có thể là kích được mốc 4 học giả anh em ơi. Mà Rai nó vẫn ngon hơn. Hôm nay mà có phơm bài ông mọc bài sao các kiểu khá là nhiều nha. Nhưng mà một cái đá, một là cái sợ tăng nó có hơi đuối rồi. Một cái đá, ây da, không được rồi. Thắng được không? Khó luôn rồi này em ơi. Tầm này cái dần tăng của mình thấy nó hơi đuối á. Thấy đúng đuối luôn á anh em. Dần tăng của mình nó đang là tiểu học mà, full 1 sao. Full 1 sao. Nhưng mà được cái là full đồ. Mình vẫn đang còn dư một cái chảo vàng nha, và đi chợ ra 4 chấm vẫn còn, đánh quá ra 4 chấm vẫn còn, nên rất là nhiều cơ hội để mà lắp được đồ này. Hồi bữa giờ thì mình cũng đăng rất là nhiều những cái video về meta, thử thách cũng như là cả đồ dị luôn á. Mọi người cứ muốn xem thêm, anh em cứ bấm vào cái phần video mới nhất ở trên kênh Biosegi nha, là mọi người sẽ thấy à. Mình đăng video mỗi ngày luôn anh em ơi, từ meta, thử thách, đồ dị các kiểu á. Nói chung là đều nhờ anh em góp ý cho mình những cái ý tưởng thật sự là hay á, để mình có thể làm những cái video chất lượng nhất có thể luôn. Rồi, là cái kháng phép anh em ơi. Kháng phép này mà về lắp cái ống bảo hộ thì đúng là hết cái nước chấm luôn. Rồi chắc là lắp luôn anh em ơi, đang có 3 bảo hộ nè. Lắp lên 4 bảo hộ. Bao mạnh. Tầm này mình lên level 9 xong mà có thêm cái quả Rakan nữa thì thôi. Có thêm cái quả Rakan nữa thì thôi anh em ơi. Rồi, lên thẳng level 9 luôn nha. Kẹp ra vào nào, và đó là 4 học giả, 4 bảo hộ. Mọi người xem con một cana này nó sẽ bam kỹ năng nè. Đánh thường. Lên mana, xài một cái lần kỹ năng rồi nha. Đánh thường lên mana, xài 2 lần kỹ năng rồi nha mọi người. Mà chưa có rất tướng á, đánh thường. Xài kỹ năng 3 lần rồi nha mọi người ơi. Rất tướng không? Không rất tướng rồi, hơi xui một tí. Tại vì con một cái này nó mana nó cao lắm anh em ơi. Mà một trận đấu mà nó xài được 3 lần kỹ năng là cũng hơi khiếp rồi đó. Ok, không sao. Mới ở ra 4.6 thôi mà mình nói là đã level 9 rồi nè anh em ơi. Đã level 9 và còn hơn 50 tiền nha. Và mọi người nhìn máu đi. Máu nè, còn 8 ông. Mà ông top 1 gần 90 máu, ông top 2 79 máu, mình là 75, top 4 là 73. Thì mọi người biết cái trận này chắc chắn luôn là ít nhất phải qua rao 7 chấm. Ít nhất phải qua rao 7 chấm anh em ạ. Ông này một cái form bài Cinderella đi chung với kỳ quái, mốc 5 à. Thần chú các kiểu luôn mọi người ơi. Cố lên, một cái đá. Trời ơi, giáp nó nhiều thế nhờ. Nhưng mà hơi khó rồi anh em ơi. Nó cổng được cái con Nila về kìa anh em. Dầu. Có tiền nhưng mà mất luôn chuỗi. À đúng rồi, mình làm gì có chuỗi đâu mà mất anh em.
để giữ cái thắng thua thôi. Đấy, mình thích nhất là mấy cái cổng đầm cua như thế này nè, giàu lắm anh em. Mà mình giàu thì người ta cũng giàu thôi. Ở trong cái phiên bản mới này thì nó có ra thêm một cái cổng rất là ngon mà mình bữa giờ chơi rất là nhiều luôn anh em ơi. Tại vì nó xịn quá mà, đó chính là cổng nấu nhiều xương. Nó cho mọi người thêm một cái xỉn vàng cũng như là thêm một cái chảo vàng á, lắp được nhiều ấn tộc hệ, xong một kết hợp với cái phơm bài nó gọi là độc đáo luôn anh em. Như là 10 kỳ quái, 10 thông đạo, 10 pháp sư. Hồi trước mấy con kia làm gì lắp được từ xỉn vàng, bây giờ nó có thêm cái trang bị mới là chảo vàng, lắp được ngay vào luôn mọi người ơi. Thì nó lại ra một cái content khác. Rồi, lên được Modcaster 2 sao luôn rồi nha. Và mình cũng đang cần thêm một cái vị tướng phụ đam ở dàn sau á, nên mình lắp luôn cái sô dinh này cho con Ra nha mọi người. Tại vì bây giờ mà phụ thuộc hết vào cái con Morgana này mà nó đam á, nó đam chính á, thì bây giờ hơi đuối rồi. Tại vì đầu rau 2 chấm, 3 chấm thì con Morgana này tướng 5 thì nó carry được. Nhưng mà bây giờ đầu rau 5 chấm anh em ơi, tướng 5 tiền bây giờ người ta cũng có nhiều rồi. Cổ lên, hôm nay lúc đầu game là phá cái chủ thắng của tôi nè. Ui dồi, cái gì một cái đây còn full cái máu nhưng mà bùm cái chết luôn vậy trời. Ảo tới giờ. Hơn nửa kép ở level 9 rồi nha mọi người ơi. Và cái tốc độ lên level của mình nó cũng đang rất là nhanh luôn á. Đánh quái cu xong á, tiền nhiều. Lên level đúng đã. Hồi bữa giờ mình vẫn đang săn ký tưởng là bay chảo với lại là bay sẻn á, anh em bình luận rất là nhiều nha. Nhưng mà mình biết là anh em bình luận nhiều nhưng mà cái ý tưởng nó không phải là muốn có là có được anh em ơi, nó cần phải là một chút duyên á, nhân phẩm mình tí á thì mới lên được chứ khó lắm anh em à. Mình vẫn đang săn nha, nói chung là có thể làm được nhưng mà còn phải có thời gian với lại là nhân phẩm một chút thôi anh em. Hổ lên, tôi đã muốn thắng, tôi không muốn thua nữa. Tại vì mình còn phải để dành máu rồi, tí nữa mình chấp nữa anh em. Nếu mà muốn roll tướng 5 tiền 3 sao á, một cái đá sạc kỹ năng. Ui này đông thế. Trời ơi, hôm nay nó đông rồi. Mẹ nó chứ. Nó hai cái áo tròn luôn anh em ơi. Một cái nó cầm ở trong con Lilia. Một cái nó cầm cho con Dana. Hai con nó phân thân ra 6 con rồi. Đông điên. Ơ, một cái chảo vàng nè. Nhưng mà mình lỡ lắp cái ấn bảo hộ mất tiêu rồi. À, lấy luôn anh em ơi. Lấy luôn. 6 bảo hộ, ok chưa? Mốc 5 là chưa đủ đối với mình. Trời lớn luôn anh em. Mốc 5 là chưa đủ anh em ơi. Phải là mốc 6 cơ. Hiện tại là mình đang có 2 cấn bảo hộ, 1 cấn học giả nha mọi người ơi. Ông này Nila 3 sao, Cinderella 3 sao, Ash 3 sao và đang roll cả Cassiopeia cũng như là con Elise này 3 sao nha. Ông đang có một cái Neko cỡ lớn kìa. Ông này mạnh thế em ơi. Đồ hình cổng 3 sao nhiều quá và đồ chuẩn nó đấm mình nguyên sàn luôn mà. Đâu thế nhờ. Nãy mua cái chảo vàng kia cũng tốn tiền phết nhờ. 15 vàng luôn á anh em. Đầu ví phết. 5 tiền là có con Smolder với lại là con Bilio à. Bố vợ này ơi, bố vợ này ơi. Con Bilio này nó cũng là một cái vị tướng 5 tiền hệ học giả nha. Lấy về nó cho thêm đồ cũng khá là chiến báo. Giờ ráng câu kéo nốt xong rồi sang rau 6 chấm lên level 10. Ơ, rau này mình lên được luôn ấy chứ anh em. Lên level 10 xong bắt đầu roll kiếm tướng 5 tiền 3 sao là bú. Nhưng mà
hơi khó nhờ. Đội hình của mình thì đang chỉ có mỗi con một Cana 5 tiền thôi. Milio thì vừa mới lượm về, nhưng mà qua đấu 6 chấm đó, khi mọi người Ronald sẽ bắt đầu có tỷ lệ ra được cái bù chú, được thêm một cái Neko cỡ lớn. Mà chỉ cần hai ra liên tục, nó cho mọi người hai cái Neko cỡ lớn á, thì tướng 5 tiền bay sao gọi là dễ như trở bàn tay luôn anh em à. Chỉ cần hai cái Neko cỡ lớn thôi, nghe này có vẻ khá là dễ ha. Ôi nó trâu kìa. Thằng này nó trâu anh em ơi. Hổ hình nó full 2 sao rồi mà nó còn cầm ba cái trang bị lớn mỗi đứa nữa. Đội hình của mình thì vẫn đang là mốc tiểu học nha. Tại vì người ta xài, người ta bung tiền level 7, level 8, một cái level 9 á. Còn mình thì tích tiền và lên thẳng level 10 luôn anh em. Lúc đầu mình đã có một cái sự lựa chọn đúng đắn khi mà chọn cái lõi 2 á, là một cái lõi khổng lồ hóa. Nên bây giờ mình mới có dư thời gian để mà chiêu chiêu lên thẳng level 10 anh em ơi. Chứ nó thật luôn với mọi người, lúc đầu game ngay từ Raw 3.2 á, mà mình không có lấy được cái quả lõi khổng lồ hóa kia là chắc chắn bây giờ không có đủ máu luôn rồi đó, đi sớm rồi đó. Mà hên, quyết định đúng đắn anh em ơi. Cái này mà muốn mắc binh nhất á là bỏ con Rai. Bỏ con Rai thì mình sợ nó thiếu đam anh em à. Bây giờ có mỗi con Rai đam thôi. Đội hình của mình nó đang thiếu đam cực kỳ luôn á. Rồi nốt cái round này là lên được level 10 anh em. Level 10 hơn 50 tiền. Và sang cái round quá này là chắc chắn level 10 phải hơn 80 tiền. Level 10 mà hơn 80 tiền thì roll tướng 5 tiền 3 sao nó cũng bắt đầu dễ dàng hơn được chút rồi đó. Quan trọng là khi mọi người roll á, nó có hên hay không thôi. Ôi, ăn đường con Rakan nè, ngon vậy. Bú, 4 tiền cái này mới. Lâu lâu nó cho tôi cái quả tướng sướng được nhờ. Đấy, hơn 63 tiền cái này mồi. Nốt cái rau này đánh quái xong là phải một đống tiền. Bắt đầu thay vào mấy cái vị tướng 5 tiền anh em nha. Bỏ Zealand ra tại vì mình đang dư bảo hộ rồi. Và có cây mới lệ kẹp vào kích cái thời không rồi. Nên cũng không có bị phí phí tộc hệ nữa. Một đống tiền nè à, một đống tướng, một đống tiền nè. Đã chưa, đã chưa, trộn đồ rồi. Phê thiệt. Này lấy gì trời? Chắc lấy cái trang bị phép đi anh em ơi. Thiếu đam quá mà. Rai 2 sao nha. Ok, thêm một cái trang bị phép nữa nè. Ui, tự nhiên Rai có 3 đồ luôn. Đã không? Rồi nốt anh em ơi. Còn gần 70 tiền mà hôm nay là chơi. Ây, hôm nay cái hàng chờ Pandora à. Hôm kia là chơi Bria. Milio 2 sao. Ô, nếu mà Milio 2 sao thì cho Milio cầm đồ nó ngon hơn anh em à. Đúng rồi, Milio 2 sao cầm đồ ngon nhiều. Với lại là khi mọi người nuôi tướng 5 tiền 3 sao á, anh em cần phải check kỹ là ai đang chơi tướng 5 tiền nào nha. Để mọi người nuôi á, cho nó dễ. Nhưng mà con kia đang có cái quả hàng chờ Pandora nó khó đón quá anh em. Tại vì round trước á, ổng có thể là chơi tướng này. Nhưng mà sang round sau á, là tướng khác rồi. Thật sự là không thể nào mà đón được. Ấy, ấy, ấy. Nice. Trời ơi, tưởng gặp bạn ngã là mà thua thì thôi chứ. Đúng phí máu luôn anh em ơi, nhưng mà hên quá vẫn thắng nha. Ở round 6 chấm nhưng mà vẫn còn tới tận là 5 người chơi. Quá đông anh em à. Cắt ma nè. Có Cam lệ 2 luôn anh em ơi. Bít đốc đét luôn á chứ. Ngồi giao tranh biến hóa để đời vậy. Thử luôn không? Ôi, lời luôn anh em. Lời luôn anh em ơi. Tự nhiên có thêm được cái quả Milio 2 sao nữa. Trời ơi, đã đã. Và nếu như bây giờ mọi người muốn xăm cái con bít tím mới á, như là con Katarina Học viện Chiến binh nè, Lulu và Binh Thanh Tú, hoặc là cái con bít tím Ly Sinh Long Cước luôn nha mọi người, thì đây thật sự là một cái thời điểm hoàn hảo luôn á. Tại vì sao? Mình đang có nick có sẵn luôn 500 kỷ vật nha, để cho mọi người săn bít tím
rất là rẻ luôn anh em ơi, chỉ có vài cành thôi. Nếu như mọi người mua càng nhiều á thì nó càng rẻ, mua càng nhiều á thì được tặng thêm rất là nhiều nha. Và cái quan trọng nhất á là 500 kỷ vật này mọi người quay được tới tận là 10 lần ở trong xứ sở kho báu nha. Nếu như mọi người chưa biết á, nếu như anh em muốn có được 500 kỷ vật, anh em phải nạp ít nhất là gần 200 cành vào. Thật sự là rất là lớn nha. Còn đây á chỉ có vài cành thôi nha mọi người ơi. Quay 10 lần thì tỷ lệ nó ra chúng rất là cao. Nếu như mọi người muốn thử á thì mình có để cái Facebook của mình ở phía dưới cái phần mô tả nha. Anh em cứ nhắn tin qua cho mình, mình sẽ cố gắng mình tư vấn cũng như là giải đáp thắc mắc mọi người một cách dễ hiểu nhất nha. Còn nếu như mọi người không có tự tin về cái nhân phẩm của anh em hoặc là không có thời gian để mà đi săn á thì anh em đừng lo, mình có nick có sẵn luôn bếp tím nha. Mọi người quất một cái về chơi luôn, không có cần phải suy nghĩ gì nữa anh em ơi. Có Ly Sinh Long Cước nè, Giết Tư Thần Không Gian nè, Mid Fortune Thỏ Chi Huy, Kai Sai Long Nữ, Gia Su Hoàng Hiệu, G Quen Hoàng Hiệu và cùng rất là nhiều bếp khác luôn nha mọi người ơi. Anh em cứ nhắn tin qua cho mình sẽ tư vấn một cách nhanh chóng nhất nha. Mọi người cứ kéo xuống dưới nha, ở cái phần mô tả anh em cứ nhắn tin qua Facebook cho mình là ok nha. Cái lợi thế nhất là mọi người sẽ được tư vấn trao đổi trực tiếp một một với mình luôn, nên rất là đơn giản dễ hiểu nha. Rồi nha mọi người ơi, đội hình của mình đang cực kỳ mạnh luôn rồi đó. Nhưng mà mình vẫn đang bán bất tướng nha, để làm chi. Mình muốn roll kiếm tướng 5 tiền 3 sao, con Milio của mình đã sắp 3 rồi anh em ơi. 7 con tới nơi rồi. Nora thì đang là 5 con. Ông này một cái phơm bài hó hình. Mình chỉ còn đúng 17 máu thôi nha, tại vì cái rau trước đó mình vừa mới thua anh em ơi. Ui. Cái quả Bria 2 sao mà nó cầm cái trang bị như thế kia, nhìn chán không cơ chứ. Mà cũng ảo như cái con một cái này là của mình đó, nó ra từ sớm anh em ơi, nhưng mà nãy giờ roll nó khó lên. Rồi. Ôi, Milio 8 con rồi anh em. Ui ôi, thua còn đúng một máu luôn như thế này. Ây da, roll lẹ thôi là cúp đi mới. Còn một máu luôn mà. Lũn đấy nhờ. Come on. Phải ra đó. Bán một cái này luôn anh em ơi. Come on. Lê. Đầy rồi. Ui, rung luôn á đây mời. Hên đấy nhờ, thu còn đúng một máu luôn. Quá đã. Xém cúc. Liệu nhiều luôn á đây mời. Bán hết tướng để mà roll tướng 5 tiền 3 sao. Và thật sự là nổ hũ rồi đó. Bán hết tướng luôn, roll 5 tiền 3 sao. Lên được Milio, quá đã rồi. 5 tiền 3 sao thì sao mà thua được nữa đây anh em ơi. Nhất cái nách rồi, let's go. Hơn 30 cái đam và đây chỉ là một cái trận đấu gặp bạn ảo thôi nha. Và con Milio này mỗi khi mà nó sạc kỹ năng nó sẽ cho mấy con tướng này trang biển sáng anh em ơi. Mà full trang biển sáng nha. Còn team bạn thì sẽ được trang bị hắc ám. Cái trang bị hắc ám nó sẽ có một cái nội tại là debuff á. Là nó cho mấy cái hiệu ứng bất lợi anh em ơi. Là team bạn có càng nhiều trang bị hắc ám á thì team bạn càng yếu. Và được cái khi mà Milio nó sạc kỹ năng á, nó cũng sẽ có một cái tỷ lệ rớt một đống tiền. Đúng đã. Ông top 1 29 máu, ông top 2 20 máu. Ngon anh em. Chắc là trận này phải quẩy được 77 49 trận nha, tại vì ông top 1 top 2 đang còn nhiều máu quá mà. Đây là cái lần đầu tiên mình thấy là ở trong cái mùa này luôn á. Ở trong cái mùa này anh em ơi, khi mà sang rau 700 rồi mà vẫn còn 3 người chơi. Đây là cái lý do tại sao mình nói với anh em lúc đầu game có 4 ông hay 5 ông rồi đó, lấy cái loại khổng lồ hóa bạc bạc kia. Thì chắc chắn cái trận này nó sẽ kéo dài rất rất là lâu. Mà không ngờ là qua rau 700 mà vẫn còn tới tận 3 người chơi. Thì đúng là hơi lâu á. Con kem với lệ của mình đang 7 con rồi nha mọi người ơi. Chắc là nốt cái rau sau mình sẽ roll kiếm kem với lệ hoặc là Nora này 3 sao luôn nha. Một ông gặp bạn ảo, một ông gặp bạn thật cơ. Rồi xong. Gần như là end game. Mình đã mình roll nốt luôn á. Ơ, kem với lệ, ngon đó. Trời ơi, tiền kìa, trang bị kìa. Đi, liều ăn nhiều anh em ơi, hên thế nhờ. Còn 4 máu à, ok roll anh em ơi. Nora 6 con này nha. Đây rồi, kem với lệ 3 sao, let's go. Nora lên được 3 sao luôn không? Không có hả?
Nora rồi cái xấu còn là ngừng rồi anh em ơi. Mà bán nha. Rồi. Trận này nói chung là cũng mãn nhãn phết chứ bộ anh em. Vừa may lại vừa hơn. Nhưng mà cũng có một chút kỹ năng trong đó. Và đó chắc chắn sẽ là một cái trận đó top 1 luôn rồi đó. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt các em. Bye bye.